sao vậy? Hả? Hả? Bà ta cuối cùng cũng bỏ con. Con nghe chị nói nè, không có mẹ Oanh thì còn có dì Trang, có mẹ Trang với lại bà nữa, ai cũng thương con hết á nha. Con đừng có Phúc. Chị còn hỏi nữa hả? Là con chị nó không có muốn chị có mặt ở đây, nó không muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Và tôi hiện tại bây giờ tôi chính là mẹ của nó. Bà đây đây. Con bình tĩnh lại đi Phúc. Phúc. Bây giờ bà muốn tôi chết mà mới vừa lòng mà. Phúc ơi, cô còn cô mau ra ngoài nữa. Cô muốn con tôi chết hả? Đi đi. Bà đây đây. Không sao đâu. Tại sao cô lại nói dối với thằng Phúc về tôi? Tôi không có gì để nói với chị nữa hết. Rõ ràng hôm trước cô còn khóc lóc trước mặt tôi, vậy mà hôm nay cô lại có thái độ này. Rốt cuộc cô đã nói gì với thằng Phúc? Tôi chỉ nói những điều đủ để nó biết được rằng cô không cần một đứa con như nó. Cô dám? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sự thật thì cô chính là người mẹ đã ký vô tờ giấy trao con cho tôi. Tôi đâu có nói gì sai. Vui cha. Trời ơi. Tôi biết là tâm trạng của chị đang rất là tức giận. Tôi hiểu cảm giác của chị mà. Em biết là chị đang rất là tức. Tại sao thằng Phúc nó không gọi chị làm mẹ? Em đâu biết phải làm sao đâu. Em cũng đâu làm gì được. Tôi không thể ngờ sau khi xong thủ tục trao con, cô lại trở mặt nhanh như vậy. Tôi đã quá sai lầm với cô và ông Bình. Kẻ tung người hứng, cố tình đẩy tôi ra khỏi thằng Phúc. Đúng, tất cả là chủ ý của ông Bình, tôi chỉ là người thực hiện thôi. Và chị nên biết một điều, người thằng Phúc cần là tôi, chứ không phải là một người mẹ bất tài như chị. Cô!